Chào em Charlie nhí. Chào Tom nhí. Các em đang làm gì vậy? Hái trái cây sao? Tuyệt. Charlie, Tom nói rằng cha của em sẽ tới đây sớm thôi. Charlie. Charlie. Em đang nhìn những cây nho được trồng trong khu vườn kế bên à? Tom nói đúng, em sẽ dơ nếu hái chúng đó. Không thể ngăn em ấy được Tom à. Charlie, có thể sẽ có rắc rối đó. Nói em trước rồi nha. Bạn Charlie của em giờ đang dính nước nho khắp người rồi. Em ấy đang tới đây. Ồ, Charlie. Nhìn em kìa. Tom nói đúng. Em nên tới tiệm rửa xe của cha Tom nhí. Nhanh lên, trước khi cha em nhìn thấy em. Có vẻ như Tom đang chờ để ăn những trái đào kia. Charlie nhí đã ăn những trái nho. Tom nhí nói em ấy không nên. Nhưng em ấy không nghe theo. Bạn có thể làm sạch những vết nước nho trước khi cha của Charlie nhí tới không? Tom à. Có thể sẽ cần nhiều nước hơn để rửa trôi vết nước nho. À ha, bạn cũng tính dùng xà phòng mà. Tuyệt. Bắt đầu nha Charlie nhí. Tới lúc xài xà phòng bọc tuyết rồi. Ồ Charlie, nhìn em như chú hề vậy. Hãy làm sạch bọt xà phòng nào. Bàn chải con lăn dường như không hiệu quả lắm. Có lẽ Tom sẽ có ý khác. Vết nước nho vẫn không mất đi. Bạn có thể làm gì nữa không trước khi cha của Charlie tới? Bạn muốn tắm em ấy bằng bột tẩy sao? Nó sẽ tẩy sạch vết dơ ra khỏi lớp sơn của em ấy. Thông minh đó. Wow, thật là hiệu quả. Giờ em chỉ cần rửa sơ qua và sấy khô thôi. Tốt hơn rồi đó. Cha của em sẽ không biết gì đâu.
vừa kịp lúc. Có vẻ như cha em tới đây rồi. Charlie, chuyện gì vậy? Bạn đã ăn trái nho sao? Đúng là cha nào con nấy. Đừng lo, Tom biết rõ cách để rửa sạch vết dơ rồi. Cảm ơn đã chăm sóc cho Charlie nhí và cha của em ấy, Tom à. Tạm biệt các em. Chào Steve. Công việc làm các con đường ở thành phố xe hơi đẹp và láng o của bạn thật là tuyệt vời. Chuyện gì vậy? Nhựa đường dính khắp con lăn của bạn sao? Ôi trời, chúng ta nên tới tìm rửa xe của Tom để rửa cho sạch sẽ. Ôi trời, Steve, nhìn xem bà đã gây ra những gì kìa. Sau lưng bạn đó. Hãy gọi Tom ra đi, nhanh lên. Chào Tom. Steve bị dính nhựa đường khắp người. Bà có thể rửa cho anh ấy không? Được sao? Tuyệt lắm. Hãy vào trong nào. Làm gì trước đây Tom? Súng phun nước sao? Được rồi, hãy bắt đầu nào. Dùng súng phun nước để rửa trôi tất cả bụi bẩn trên người của Steve. Gì vậy? Bạn cho là nước lạnh không thể rửa trôi hết nhựa đường à? Chà, bạn có ý kiến nào khác không? Nước nóng sao? Tuyệt lắm! Để xem có hiệu quả không nha. Chúng ta cũng dùng xà phòng chứ. Loại gì vậy? Siêu mạnh sao? Nhắm mắt lại nào Steve. Bà không muốn bị dính xà phòng vào mắt đâu. Giờ bạn mở mắt ra được rồi đó. Bạn đã sẵn sàng cho những bước còn lại chưa? Rồi à, được rồi, đi nào. Giờ là giai đoạn lau chùi. Nhìn sao hả Tom? Bạn nghĩ chúng ta nên chùi mạnh hơn nữa à? Được rồi Tom, làm thôi nào. Đừng lo Steve. Tom chỉ muốn chắc là rửa sạch những vết nhựa đường cho bạn thôi. Chà Steve, chưa bao giờ thấy bạn sạch sẽ như vậy. Đến lúc quay lại làm việc rồi chứ.
Giỏi lắm Tom. Coi chừng vết nhựa đường kìa. Wow, suýt nữa là dính rồi. Hẹn gặp lại nha Steve. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại. Tiệm rửa xe của Tom. Chào bạn Danny. Bạn đang tới dịp sinh nhật của Matt à? Tuyệt. Đi chung nha. Chúc mừng sinh nhật Matt. Ồ, bánh kem nhìn ngon quá Charlie à. Ôi trời, nó sắp rớt kìa. Ôi trời ơi, đừng lo Benny à. Chúng ta sẽ xử lý việc này. Charlie nói đúng. Tiệm rửa xe của Tom sẽ giúp bạn sạch sẽ trong một nốt nhạc. Và nó cũng rất thú vị nữa. Đi thôi. Hãy theo Tom Penny à. Anh ấy sẽ chăm sóc cho bạn. Bạn nghĩ gì vậy Tom? Không biết là anh ấy định làm gì nữa. Bạn nghĩ gì vậy Tom? Ồ, cái nút đó để làm gì? Căn phòng này để làm gì vậy ta? Ồ, là bong bóng xà phòng. Đừng để dính vào mắt đó Penny. Sẽ cay mắt một chút đó. Bạn lại biến mất rồi Penny. Ôi trời. Hình như có ai đó bị nhột thì phải. Tiếp theo là gì đây? À, hiểu rồi. Ý tưởng hay đó Tom. Chỉ có bọc biển mới thể sạch những vết dơ này. Làm tốt lắm Tom. Bạn gần xong rồi Penny à. Chúng ta chỉ cần xả và sấy khô nữa thôi. Chờ chút Penny, chưa tới lúc đi đâu, bạn vẫn còn ướt đó. Giờ thì sắp xong rồi. Nhìn bạn tuyệt lắm Penny, bạn thấy sao hả? Ý hay đó. Trở lại bữa tiệc thôi. Nhìn xem ai trở lại nè mọi người.
À, bạn thật là dễ thương đó, Charlie. Ít nhất thì bạn sẽ không phải ghé tiệm rửa xe nữa. Cảm ơn lần nữa nha, Tom. Tạm biệt các bạn. Tiệm rửa xe của Tom. Ôi trời, chuyện gì xảy ra với em vậy, Suzy nhí? À, em tham gia cuộc thi thổi kẹo cao su và nó dính lên hết người em à. Đừng lo, tiệm rửa xe của Tom có thể giúp em. Đi thôi. Hãy theo Tom, Suzy nhí. Anh ấy sẽ giúp em sáng bóng và sạch sẽ lại ngay. Đầu tiên là gì hả Tom? Một khởi đầu tốt đó. Vòi nước sẽ làm kẹo cao su mềm hơn một chút. Nhưng sau đây mới là những bước làm sạch chuyên sâu. Tắm rửa thư giãn bằng xà phòng thì sao hả Suzy nhí? Giờ hãy chà sạch những vết kẹo cao su đó nào. Bước tiếp theo là dùng bàn chải. Em sẵn sàng chưa? Nhìn em đỡ hơn nhiều rồi đó. Giờ thì đi xả nước nào. Lạnh sao? Đừng lo, Tom sẽ bật máy sấy lên. Nó sẽ làm em ấm lại. Giờ thì ấm chưa nè? Bạn nghĩ gì vậy Tom? Suzy nhí đã xong chưa? À, ý hay đó. Đánh xì sẽ giúp cho Suzy nhí sáng bóng. Gần xong rồi. Chuẩn bị đánh bóng nha. Nhìn em thật tuyệt. Em thấy sao hả? Bạn làm tốt lắm Tom. Ôi trời, có chân kia. Thôi xong rồi. Xong rồi, tốt lắm. Tạm biệt Suzy nhí. Ráng giữ cho sạch sẽ nha. Hẹn gặp lại sau nha Tom. Chào Gary, bạn đang đi về nhà sao? Rửa xe miễn phí à?
Gary à, nhìn bạn không sạch cho lắm. Thực ra bạn đang bị dính một lớp gì đó. Chắc đây là một trò chơi khăm. Bạn biết hôm nay là ngày cá tháng 4 mà đúng không? Coi kìa, hãy đi đến tiệm rửa xe của Tom để làm sạch nào. Chào các bạn, thật là vui. Ai đó đã chơi khăm Gary. Các bạn có thể giúp làm sạch bạn ấy không? Bạn sẽ làm gì đầu tiên hả Tom? Bạn muốn dùng thử một công cụ mới à? Lái lên bục đi Gary. Đây là phòng gì vậy Tom? Thật là lạnh lẽo. Phòng đông lạnh sao? Mình không hiểu. Bạn sẽ làm đông cứng kết ngày này à? Được thôi. Hiệu quả đó. Những thứ đó dùng để làm gì? Những cái nạo đá. Mình hiểu rồi. Làm tốt lắm các bạn. Cùng đi qua phòng tiếp theo nào. Ồ, ở đây thật là đẹp và ấm áp. Căn phòng này đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Vì các bạn vừa bị lạnh mà. Kìa, Tham Nhĩ đâu rồi? Kem sao? Các bạn là kem. Chà, trước khi bị đông, nó là kem lỏng. Giờ, nó là kem lạnh. Bạn có một ý tưởng hả Tom? Tốt lắm Tom. Đừng tới quá gần ngọn lửa các bạn à. Coi chừng kem bị chảy hết đó. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Mà không biết là ai đã tạo ra trò chơi khăm rửa xe giả này ha.